trong những ngày vừa qua, tiêu điểm đang gây ra rất nhiều ý kiến đa chiều, không chỉ trong giới chuyên môn về ngôn ngữ mà còn trong dư luận xã hội, đó là đề xuất cải tiến chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đây là những chữ Việt được viết theo cải tiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Dù mới chỉ là một đề xuất của một cá nhân, nhưng cách viết cải tiến này đang gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua, thậm chí có hẳn một bộ công cụ để chuyển đổi như thế này. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề này thì đa phần người trả lời là không đồng tình. Bây giờ thay đổi đi, nó anh loạn hết cả lên ấy, trẻ con học cũng khó. Mà anh em người lớn dùng bây giờ cũng như thế nào ấy, em thấy là chung là dở hơi. Chữ mới này thì mình nhìn nó có vẻ nó ngắn ngủi mà nó cọc lắm. Nó không nhìn nó phải nói là rất là khó, khó đọc, khó viết. Mà cũng là bây giờ ta phải học lại ngữ pháp từ đầu à? Dư luận thì phản ứng khá gay gắt. Còn theo Phó Giáo sư Bùi Hiền, ông chỉ ra những bất hợp lý trong chữ viết hiện tại khiến ông có những đề xuất như vậy. Chẳng hạn, chúng ta đang sử dụng hai hoặc ba chữ cái để biểu đạt cùng một âm vị phụ âm đứng đầu. Thì âm G biểu thị cái âm G. Như tại sao đến lúc ga thì được rồi, gu thì được g, a, ga, g, u, gu. Như đến g, y thì lại là gì? Kỳ quạc không? Kỳ quạc đấy. Mà muốn viết ghi thì lại phải thêm chữ h và chúng mới thành chữ g. Thế tại sao như thế? Chẳng có cái lý do gì cả. Cũng theo Phó Giáo sư Hiền, cải tiến theo cách này sẽ loại bỏ được hầu hết các thiếu sót, bất cập không nhất quán trước đây, gây khó khăn cho người dùng. Giản tiện được bộ chữ cái khi từ 38 chữ cái chỉ còn 31, dễ nắm được quy tắc, dễ nhớ. Ngoài ra, còn tiết kiệm được thời gian, công sức, vật tư trong quá trình tạo lập các văn bản trên giấy, trên máy tính. Như tôi thấy rằng nếu tôi tiết kiệm được 8,9%, bạn tưởng tượng xem, nếu như một quyển như thế này, 100 trang mà tôi viết chữ mới rút đi còn 90 trang, tức là tiết kiệm giấy được 100 trang. Đấy là một quyển, một nhà máy, một nhà xuất bản, hay là nếu chúng cả bộ giáo dục này nữa thì một năm tiết kiệm được mấy triệu cái tấn, mấy trăm mấy vạn cái tấn giấy. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia ngôn ngữ học, cải tiến chữ quốc ngữ đã được các nhà ngôn ngữ học trao đổi, đề cập rất nhiều trong những năm qua, nhưng không thể thay đổi được và cũng không nên thay đổi, vì chữ viết liên quan đến văn hóa, lịch sử và rất nhiều vấn đề khác. Trải qua suốt một thời gian dài, tiếng Việt đã định hình và chữ quốc ngữ đã tồn tại cả thế kỷ với kho tư liệu đồ sộ từ lúc hình thành đến bây giờ. 90 triệu người Việt Nam, liệu thì bây giờ nếu mà cái đấy mà đi vào thực tế chẳng hạn thì họ lại phải học chữ quốc ngữ lại hay sao, thì cái đấy rất là khó. Đây là chưa kể đến những cái vấn đề khác như là cụ Hiền, cụ ấy cho rằng là trở nặng với trở nhẹ đưa về một đơn vị chẳng hạn, thế thì sẽ rất là khó khi mà sử dụng các cuốn từ điển tiếng Việt để mà giải nghĩa cho học sinh để phân biệt nghĩa của từ này với từ kia. Đấy là chưa kể đến là những yếu tố của từ điển Hán Việt. Khó khả thi, chưa kể đến một số từ khi chuyển đổi sẽ rất phản cảm, gây khó khăn cho người dùng khi viết, đọc và phát âm. Cải tiến để tiếng Việt có thể hội nhập là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng như người dân mong muốn việc chuyển đổi tiếng Việt có thể mang tính phù hợp và mang tính khả thi cao.